Kinh tế Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Đời sống người dân giàu lên nhanh chóng. Đóng góp trong thành công chung đó là công sức của một lực lượng lao động ngày càng đông đảo và tinh anh, đó là nhân viên văn phòng. Là một lực lượng nòng cốt nắm giữ vận mệnh của nền kinh tế quốc gia, nhưng nhân viên văn phòng đang phải sống trong một nghịch lý khó có thể chấp nhận được. Đó là thừa tiền tiêu nhưng lại thiếu sức khỏe để xài. Do đặc thù công việc nên nhân viên văn phòng thường xuyên làm việc trên máy tính, ngồi văn phòng nhiều và tiệc tùng giao tiếp khi ký kết hợp đồng. Chính những điều này làm cho cơ thể bị hủy hoại và bào mòn ghê gớm cả về vóc dáng, trí lực lẫn thể lực. Nếu các bạn không có giải pháp cân bằng điều chỉnh lại cuộc sống, thì không quá những năm 40 tuổi, các bạn sẽ xuống dốc thấy rõ và đối diện với những căn bệnh nhà giàu ngày càng cao. Cá nhân tôi cũng là một người làm việc văn phòng như các bạn, và mục tiêu bài viết này tôi muốn nâng cấp cuộc sống của những bạn nhân viên văn phòng đang sống chệch hướng, không đầu tư đúng cho sức khỏe. Nếu bạn làm kinh tế thì bạn cần phải hiểu được hai chữ đầu tư và lợi nhuận. Cuộc sống cũng vậy, nếu các bạn không tái đầu tư sức lao động thì các bạn sẽ chết. Sức lao động, các bạn ở đây là thể lực và chất xám. Cuộc sống của chúng ta cũng cần phải vận động để duy trì và nâng cao thể lực. Có thể lực thì mới có thể phát triển sinh lực và trí lực. Bạn có thể chọn bất kỳ môn thể thao nào tập luyện để có được sức khỏe, nhưng theo tôi, không có môn nào có thể qua được môn gym. Gym là một môn thể thao vua và có rất nhiều lợi ích về sức khỏe, thể lực, tinh thần và hơn hết, nó phù hợp với các bạn. Những lợi thế của gym mà các môn thể thao không có. Cung cấp cho bạn một ngoại hình đẹp đẳng cấp gymer. Tự tin giao tiếp, tự tin tình dục, cải thiện sinh lý rõ rệt. An toàn tuyệt đối hạn chế tối đa chấn thương. Nhiều cơ sở đầu tư bài bản nên bạn dễ tham gia. Không căng thẳng, dễ giảm stress sau giờ làm việc. Môi trường làm ăn tốt, bạn sẽ có nhiều mối quan hệ. Có thể chuyển đổi ngành nghề vào gym làm luôn, thu nhập ngành gym luôn cao hơn mặt bằng của xã hội. Xin chia sẻ thêm, tôi ngày xưa là một nhân viên quèn, nhưng do tôi nhận thức đúng đắn về gym cũng như tiềm năng phát triển gym từ trước, nên giờ đây tôi đã có được trong tay tứ trụ Sài Gòn, 4 phòng gym cực kỳ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh với đẳng cấp 5 sao. Nhưng điều đó không khiến tôi tự hào rằng tôi là một giám đốc doanh nghiệp với công việc cũng giống như các bạn. Nhưng tôi lại sở hữu một ngoại hình của một gymer luôn tự tin, cho dù tôi phải xuất hiện ở đâu hay trong một hội nghị lớn cỡ nào đi chăng nữa. Do đó, theo tôi, nếu các bạn bỏ qua môn gym, thấy các bạn thật sự chậm tiến và là một nhân viên rất thụ động, dễ bị bỏ lại phía sau một xã hội phát triển như hiện nay. Không ít nhiều, một tuần nên tập gym tối thiểu 3 lần và mỗi lần tối thiểu 60 phút. Tập gym xong chưa đủ nếu bạn không thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày như sau. Hạn chế tối đa nhậu nhẹt rượu bia. Hạn chế tối đa chất béo bão hòa, mỡ và nội tạng động vật, trừ mỡ cá. Ăn cơm và các loại tinh bột ở một mức độ vừa phải, không ăn nhiều cáp. Ưu tiên các loại protein thịt cá trứng sữa, hạn chế mỡ. Ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày thành 5-6 bữa. Không ăn tập trung sẽ sinh mỡ bụng nhiều. Mỡ bụng, bài toán muôn thuở của nhân viên văn phòng. Thật vậy, là nhân viên văn phòng, ai cũng phải có mỡ bụng. Điều này cực kỳ đáng ghét vì nó mang lại sự xấu xí ngoại hình và xuống dốc sức khỏe. Do đó, mục tiêu đầu tiên của các bạn nhân viên văn phòng là giết chết mỡ bụng. Làm sao? Đơn giản thôi, theo cách tập gym và ăn uống như trên tôi đã trình bày. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không đủ đâu. Bạn sẽ thiếu nguồn năng lượng để duy trì và chất xúc tác để tan mỡ. Nhưng hãy thật sự tỉnh táo trước những lời quảng cáo trên mạng nhé. Không có loại thuốc nào, trà nào hay thiết bị tập tại nhà nào có thể giúp bạn giảm mỡ như lời họ nói. Giảm mỡ là một liệu trình cực kỳ phức tạp mà nó chỉ thành công khi bạn tập luyện, ăn uống và thực phẩm bổ sung. Đó là sự thật, an toàn nếu bạn không muốn chết sớm vì thiếu hiểu biết. Thực phẩm bổ sung là một chuỗi các sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ tự nhiên để cung cấp cho con người những chất dinh dưỡng mà con người không thể nạp đủ thông qua bữa ăn bình thường. Đơn giản vậy thôi, nó không giống thực phẩm chức năng và các loại thuốc. Nói tóm lại, các bạn cần 4 nhánh thực phẩm sau khi chinh chiến trong gym và đốt mỡ thừa. Đốt mỡ chỉ là một trong 4 thôi nhé. Nhánh 1, Fat Burner, dùng để đốt mỡ. Nhánh này có 2 dạng, một là dạng viên uống, 2 là bột uống pha với nước. Công dụng của chúng như nhau,
nhưng tôi thích dạng pha nước hơn vì nó giúp chúng ta không phải ăn trong vòng một tiếng. Một tiếng đó đốt mỡ rất hiệu quả. Nhánh thứ hai, amino, acid amin, duy trì thể lực và tỉnh táo. Bạn thay đổi cách ăn uống ở trên thì bạn sẽ giảm thể lực một chút và đầu óc sẽ không tập trung được. Do đó, bạn cần phải duy trì amino, acid amin thay caffeine để làm việc hiệu quả. Đơn giản là thực phẩm bổ sung amino sẽ giúp cho bạn tập luyện và làm việc hiệu quả hơn. Đây là bí quyết thành công của tôi, nói riêng và nhân viên văn phòng. Nhánh 3, pre-workout. Đây là loại thực phẩm bổ sung năng lượng trước tập luyện và lao động nặng. Ngay trước lúc tập gym, các bạn không được ăn. Các bạn phải sử dụng pre-workout để uống, giúp bạn không đói. Nhưng lấy năng lượng dự trữ trong người bạn ra để tập luyện, giúp bạn tỉnh táo, tập trung và máu lửa. Điều này mới mang về 60 phút tập gym đáng giá. Nhánh thứ 4, protein. Bạn có thể nạp protein từ thịt, cá, trứng sữa hoặc từ thực phẩm bổ sung. Nhưng từ thực phẩm bổ sung sẽ giúp bạn hạn chế được calorie và các chất xấu kèm theo, đồng thời tự chủ được thời gian hấp thu protein. Trong nhánh này có 3 dòng căn bản sau: whey dùng cho hấp thu nhanh và hỗ trợ giảm cân, tăng cơ. Lean body hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ và thay thế bữa ăn. MASH dùng cho người gầy, tăng cân và tăng cơ. Phần này thật là dối các bạn nhỉ, khối lượng kiến thức một năm mà chỉ viết bằng một vài dòng ngắn gọn, thật khó diễn đạt. Nhưng nếu các bạn có nhu cầu vui lòng comment bên dưới hoặc gọi tổng đài 1900 2050, nhân viên BBT sẽ tư vấn bạn thật nhiệt tình và chính xác. Vậy cách dùng thực phẩm bổ sung của tôi một ngày như thế nào? Mục tiêu của tôi là dân văn phòng đẹp trai và đẳng cấp bụng 6 múi, vai u, thịt bắp, định anh hùng nhé! Nên nhớ, đây là tên của những sản phẩm hiện tại và có thể thay đổi trong tương lai. Sáng ngủ dậy, 9 giờ sáng, 1 cho đến 2 muỗng RSP qua Raline. 10 giờ sáng, pre-workout Nutrex Outlip, 1 cho đến 2 muỗng. Sau đó tập gym đến 12 giờ. Trong lúc tập gym uống Amnolin và Dark Matter như nước. 12 giờ, tập gym xong dùng 2 loại ISO, 1 ISOPOT và ISOLATE. Đây là hai dòng whey đỉnh kết hợp có tác dụng đốt mỡ và tăng cơ. 13 giờ ăn cơm mẹ nấu. 16 giờ lean body hoặc 2 muỗng lean đồ 8 hoặc muscle infusion. 19 giờ lean body hoặc 2 muỗng lean đồ 8 hoặc muscle infusion. 22 giờ ăn khuya và live stream đảm đạo thế sự. Khuya trước khi ngủ 2 muỗng casein. Trong ngày tôi vẫn duy trì uống amnolin và đốt mỡ vào những lúc khác. Lượng nước lọc nạp vào một ngày ước tính từ 10 cho đến 15 lít tùy thời tiết. Các bạn nghe qua bảo đảm sẽ rất choáng, nhưng tùy thuộc vào mỗi cá nhân, công việc và cường độ tập luyện sẽ có cách phân bổ cho hợp lý nhất. Hãy liên hệ chúng tôi qua phương tiện mạng xã hội, website hay số điện thoại 1900 2050 để được tư vấn sát nhất nhé. Tôi tự hào là một gymer doanh nhân và tôi thích nhìn thấy các bạn là những nhân viên văn phòng đẳng cấp nhất trong số các nhân viên văn phòng khác. Cố lên! Không gì là không thể các bạn nhé.